Dạ vâng, xin chào mọi người nhá. Chào mọi người đến với video của kênh Xuân Muộn TV mình nhá. Hôm nay mình làm một cái clip quay cho mọi người lại một phiên chợ ở vùng cao Phong Vân, Lục Ngạn, Bắc Giang đây. Hôm nọ mình làm một cái clip cũng ở chợ này, nhưng mà hôm nọ mình đi muộn nhá. Hôm nay mình đi sớm, mình sẽ quay và chia sẻ cho mọi người biết là phiên chợ vùng cao ở trên khu vực Phong Vân thời điểm hiện tại này thì xem có những sản phẩm gì bán. Thời buổi đang dịch bệnh này, xem mọi người đi chợ như thế nào nhé. Đây thì đây là mới ở đầu chợ ngoài này thôi, khu vực ngoài này toàn gà với là vịt thôi. Hôm nay chợ hôm nay là phiên ngày mùng 4 tháng 6 nha mọi người nhé. Còn hai hôm nữa đến ngày mùng 6 tháng 6 thì dân tộc ở trên này người ta vẫn ăn Tết mùng 6 tháng 6 ấy. Nên mọi người cũng đi chợ, có người thì cũng mua ít đồ về làm ăn Tết ngày mùng 6 tháng 6. Bây giờ mình sẽ đi quay và chia sẻ cho mọi người cùng biết về phiên chợ vùng cao đây nhé. Mọi người đến với video của kênh Xuân Muộn TV lần đầu tiên, hãy nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để được theo dõi những cái video mới mình đăng lên nhé. Và thứ hai để ủng hộ cho kênh thì mình có những động lực làm những cái video tiếp theo. Bây giờ mình sẽ đi quay và chia sẻ cho mọi người cùng xem trong chợ đây nhé. Đây là toàn gà vịt thôi. Chào anh bán gà nhé. Lại chào em bán gà nhé. Em bán gà, chào anh quay video nhé. Rồi, cảm ơn nhé. Vâng, em này bán gà này, ngày nào em cũng bán và em ngồi gốc cây này nhá. Đúng rồi, mọi người nhớ ủng hộ em bán gà nhé. Và mình sẽ đi quay ở lên trên chợ này xem ở trên này có những cái gì bán, chào bác nhá. Ôi, hôm nay chợ mình nhiều gà thế nhỉ. Chào chị nhá. Chợ gà thật đấy. Vâng, ở bên này thì nhà thấy có ít gì nhỉ, là cái gì quả mắc mật rồi ít chuối xiếc thanh long liếc bán đấy. Chào chị nhá. Quả mật em bán thế nào đấy? Bán 5.000 một túm. 5.000 một túm à? Dấy dỗi. Đây quả mắc mật mọi người nhé, 5.000 một túi chị, một túm thôi chị, bán 5.000 một túm này. Thanh long này bán thêm bao tiền một cân này? 10.000 là 10.000 này. Thanh long 10.000 một cân. Cái nhãn kia cũng chín rồi, cũng bán gì hả? Bán rồi đây này. Lấy về cho muối. Đây. Để mà mang hộp chén lộc. Thì vẫn cháu mà thử chưa? Tôi xin chị mấy quả nhãn này xem nó có ngon không, mình xin. Chỗ thì 20, chỗ là 25 thế này. Chốt thì 20. Ông tìm của chốt là 20 ông mua đi. Chỗ ai trong kia hỏi 20. À đi à. Tiền nào của đấy bán ở lạc ra không có bao giờ bằng đây. Cái nào chả lạc? Cái quả này to thế nhỉ? Quả này to lắm, quả này ăn ngọt lắm. Cái này bán bao tiền một cân cái quả này, quả xoài này? Bán 15.000. Quả to nhỉ? To mà ăn ngon. Có quả thì hàng cân không chứ? Có quả còn được cân 7. Ừ, cân 7 á. Quả này chẳng được cân mấy nhá. Quả đấy thì có chỉ độ 1 cân thôi. Vâng, quả xoài hơn 1 cân này. Ừ, ở nhà để một quả thấp hơn 1 cân 7. Ôi dồi, to thế nhỉ? Rồi chào các chị các bác nhá, đi vào chợ một tí. À, chợ trên mình mùa này thế thôi. Chuối người ta chợ trên vẫn an toàn, rất đông người. Vâng, chợ trên mình vẫn an toàn chán. Chào em bán nước nhá. Vâng, này em bán hoa quả đây. Mận này mận chua hay là mận ngọt đấy hả em ơi? Hả? Ngọt à? Vâng, đây hoa quả này hôm nọ chợ nọ mình cũng quay. Cái quả to này cũng quả mận à? Mận to thế nhỉ? Ôi, đây hàng chuối, nhiều chuối chưa?
Vâng, rồi tí mà đi đem ra em mua. Vâng, mọi người đây hàng chuối nha, rất là nhiều chuối này, một cái hàng tốt này. Vâng, chợ mùa này thì cũng khá là vắng thôi, bởi vì ở các nơi thì một số vẫn đang phải cách ly xã hội mọi người nhá. Ở cách ly xã hội ở khu vực Lục Ngạn này thì còn một số xã vẫn phải cách ly xã hội, còn mỗi ở khu vực vùng cao này thì từ lúc bán vải thì không phải cách ly xã hội đâu. Mình sẽ đi một vòng vào trong chợ xem mọi người mua bán như thế nào trên chợ đây, xem có những con gì lạ lạ, các hải sản gì. Vâng, em đi quay chơi một tí chị ạ. Chợ vùng cao phải không? Vâng, chợ vùng cao. Thấy nên cái điện thoại thế nào đấy? Vâng. Ở khu vực vùng dưới ở chợ Phì Điền hôm qua, thấy một người quay đăng lên là có một hàng cá này, gần như là tranh nhau mua cá sợ không mua được. Chắc là vì khá lâu người ta không được đi chợ rồi. Mỗi hôm qua thấy một người đăng lên là mỗi cái hàng cá cũng vào tranh nhau mua cá thôi. Chắc là bởi vì ở các xã ở dưới kia khá lâu rồi, nó không được đi ra chợ rồi. Rồi đi vào trong chợ một tí, chào chị nhá. Vâng, ở khu vực này thì bán gì nhỉ? Thuốc sâu, thuốc thực vật. Chào em nhé. Hello. Em bán thuốc gì đấy? Thuốc sâu. Thuốc sâu. Thuốc này có bổ béo gì không? Thuốc này rất bổ. Trên xuống dưới. Bổ từ trên xuống dưới và bổ từ dưới lên trên à? Vâng. Vâng, ở khu vực cổng chợ đây thì chỉ những người bán hoa quả thôi nha mọi người nhé. Ở thời điểm hiện tại đang là buổi sáng nha, mình sẽ quay từ đây vào đến trong chợ trong kia. Buổi sáng vào thời điểm hiện tại 7:30 và 8 giờ kém đó. Đây có bà bán thuốc gì nhỉ? Thuốc bắc nhỉ? Thuốc nam. À, quên nhầm, thuốc nam. Thuốc nam. Vâng, bà bán thuốc nam này. Có bệnh thì lấy được. Thuốc sơ gan, viêm gan gì này. Đậu lào rồi. Thuốc nào cũng có đây. Vâng, đây là toàn thuốc nam nhé. Ừ, những cái chai này là... Cái chai này là lên áo, người lên áo là bóp vào. À đây à? Ừ. Cái đây bóp vào à? Ừ, bóp rồi thì... Ừ. Làm sao bóp thế này? Vâng. Lên đầu cũng được. Ừ. Lên áo đấy, cái này lên áo đấy. Những cái này là đa phần nó toàn là ngâm rượu thôi nhỉ? Cái này ngâm rượu cũng được, đun nước cũng được mà. Ờ. Đun nước được. Thế cái này là cái dễ cái gì đây? Dây gió, dây gió. À, dây gió à? Ừ, dây gió. Vâng. Vâng, đây là bà bán thuốc nam mọi người nhé, để đặc trị các xương khớp đây. Mình sẽ bán một ít mận đây, quả to nhỉ. Vâng, mình sẽ đi vào bên trong chợ đó. Chị, đây bánh đúc, bánh gì nhỉ, bánh đúc, bánh rán. Đây hàng bánh đúc này. Nói lại sai rồi. À, bánh không phải bánh gì nhỉ, quên nhầm à. Nhầm. Bánh giò nhỉ. Bánh giò. Giò đúng rồi, giò nhầm đấy. Còn đây mình dầm nhầm. Nhầm. Đây bánh rán đường này. Cái này thì dán trực tiếp. Mỗi ngày tính ngày chợ này bán được hàng bao nhiêu cái tính được? Không đếm được anh. Không đếm được. Không đếm được. Bán bánh rán vào mỗi ngày chợ để không đếm được bán được bao nhiêu cái. Mùa nóng là ngồi gần lửa còn nóng không? Ấm. Ấm. Ấm à? Vâng, chào nhé, đi vào trong chợ một tí. Vâng, ở hai bên đường bên này thì bán lác đác từng người bán ít đồ thôi. Không có nhiều người bán lắm bởi vì là chợ này cũng ít người mà. Thời điểm dịch bệnh này cũng ít người đi ra đường.
bỏ ngô này to đấy nhỉ, cái chai to tướng á. Ôi quả kìa. Cái bỏ ngô đấy sao. Ôi bỏ ngô này. Sao mày nó làm cái bỏ ngô cái chai to tướng này. Vâng, ở đây thì mình mới vào đến cổng chợ đây thôi, mà ta toàn bán ấy thôi, hoa quả thôi. Là chào em nhá. Cái bỏng ngô cái ai bán cái kia đấy. Cái kia sau nó là làm cái chai to đấy nhỉ, đóng cái chai to. Nhìn to đấy. Cái này chắc là hàng của Trung Quốc như thế nào nhỉ? Chắc thế. Nhìn thấy chữ Trung Quốc chắc là của Trung Quốc. Chợ chỉ mỗi hàng hoa quả đắt hàng thôi. Thế lắm, thấy toàn người, mọi người toàn mua hoa quả thôi. Kệ chứ, thích thì cứ thích thì quay thôi. Vâng, mình đi vào trong chợ để xem. Chào nhá. Ở đây vui rồi đấy. Và thấy vui hơn sao nhỉ? Vâng, chợ đây, đang ở trong chợ. Hộ hộ cái gì? Hộ cái gì? Hộ cái gì? Tôm tươi, tôm tươi. À tôm tươi, tôm tươi. Mà bán tôm tươi hả? Bán tôm tươi đang có mặt tại chợ Tôm Vân. Ai giời ơi. Tôm này bán bao tiền một cân hả bạn? Tôm 250k một cân. Ừ. 250k. Mọi người đang ở đâu đây ủng hộ thì ra đây ăn. Con bé. Đang mà tại chợ Cầu Trắng nhá. Con bé hơn là bán rẻ hơn à? Bán rẻ hơn, bán rẻ hơn. Tôm nào tiền đấy. Hôm nay là do có sự cố là đi bán ở chợ Cầu Trắng một hôm nhá, nếu như đắt hàng lại đi tiếp. Khán giả của anh đâu rồi? À, gì nhỉ? YouTube là gì đây? Xuân Muộn TV. Xuân Muộn TV đây, hôm nay tôm này, tôm của em tươi đây. Viết vlog đây. Dịch vụ nấu cỗ giòn quái ở Hồng Giang, Hồng Ngạn, Bắc Giang. Ở Hồng Hồng Giang phải không? Đúng rồi. Vâng. Hôm nay phục vụ bà con nhân dịp vải xong. Chưa có gì món lạ. Món này món lạ đây. Vâng, tôm ngon đấy. Tôm ngon tuyệt vời. Mua tôm đi, mua tôm đi. Mua. Chưa. Và mình sẽ đi vào. Hả? Em mua tôm này. Mua một cân à? Không, em lấy nửa cân à. Nửa cân. Mua con nhỏ đừng nhiều à. Tôi chào em nhanh đi vào trong chợ một tí nào, một lát nha, tí quay lại. Vâng, xung quanh đây. Mít. Vâng, ở chỗ này thì có các hàng bán bánh rán này, chợ quê mà. Chợ quê thì hay có những cái hàng bán bánh rán rồi các thứ sản phẩm của bà con làm ra thì hay đem ra chợ bán. Ê, bánh gì hả bà? À cái này bánh chưng à? Bánh chưng đấy. À vâng. Bánh gì đây em? Bánh chưng là chưng à? Đây. Em bán trứng nhỉ? Vâng rồi, này bánh chưng mọi người nhá, mua đi. Em mua rồi, em muốn mua thêm. Mua thêm thì mua đi. Cả mặn cả ngọt. Em mua cả hai thứ đi. Đây là ngọt, ăn mặn. Ngọt, ăn mặn.
cứ nhặt cho nó mấy thứ hai cái vào. Vâng, mình sẽ đi vào trong chợ này, quay thêm ở trong khu vực bên thầm bán cá bên này nhá. Đây cũng cái bán những đồ bánh rán, bánh trưng gì nhỉ, bánh rán, bánh đúc đủ các kiểu đây này. Vâng, trời khá là nắng mọi người nhá. Mình sẽ đi vào hàng dọc hàng tôm bằng cá này xem chia. Tranh thủ đi chơi dạo tí. Nát một ít thôi. Một nó du đi thôi, nó không lăn, nó không lăn lên trên. Vâng, ở đây thì chỉ bán cá cá khô nhá, bên trong thì cá tươi bên trong này, đây coi mà bán trứng. Các chị bán trứng nhá. Đây trứng, cái trứng này là trứng gà. À, gà ta nó màu nó vàng vàng ấy à. À, gần Tết rồi, mùng 6 tháng 6 Tết thì bà con hôm nay mới đi chợ đấy. Tết mùng 6 tháng 6 dân tộc trên là người ta vẫn ăn Tết mùng 6 tháng 6 đấy. Vâng. Không biết là Tết gì nhưng mà dân tộc nùng ở trên này người ta vẫn ăn Tết mùng 6 tháng 6, đông ra thì hôm nay đi chợ đông hơn thì phải đấy. Vâng, phải mà. Hôm nay mùng 5 mai kia, hôm nay mùng 4 mai kia, mùng 5 ngày kia thì đến Tết người ta đi chợ đông hơn thì phải mà. Vâng, ở khu vực này thì bán cả thực phẩm nhá, thịt lợn rồi cá rồi trứng này. Rồi chào chị nhé. Chúc chị bán trứng từ giờ đến trưa thì thổ đồ mang về, không có trứng mang về nữa. Vâng. Đây ở trong khu vực này là bán thịt lợn cho mọi người cho đây này. Và đây thì cá đây là cá khô và cá tươi này. Ôi dồi ơi, sao lại bắt đâu được nhiều ếch thế này? Cái hồ ở đâu mà có ếch này? Ôi dồi, sợ có cả ba ba à? Ôi trong này có con ba ba mọi người nhé, con ba ba. Cái con ba ba này người ta chưa mua à? À. Mà có con này chắc hơn cân tí nhỉ. Này cân cân hộ cả. Vâng, mọi người trong bao tải thì có ếch này, ếch này. Vâng, ếch hồ đấy. Con nó bằng nhau thế nhỉ? Con kia nó sắp chết rồi. Đây là cá rô phi gấp lạnh. Vâng, ở đây quay hết cả chợ luôn, quay cả chợ như đây, cua cá. Với loại cá này ngon này nhỉ, cá này được hôm nay được mấy con này nhỉ. Ủa, cái này lấy phơi tốt thì bao tiền một cân cá kia đấy nhỉ? 80 à? Nhờ phơi trời cho nắng phơi tốt. Phơi mà nó hơi ốt ốt ăn ngon hơn. Vâng, đây có cá hồ Cấm Sơn, đây là cá hồ Cấm Sơn đấy nhỉ? Cá này mùa này có nhiều loại cá này không? Có nhiều đâu. Vâng. Vâng, ở đây là toàn cá hồ nhé mọi người nhé, cá hồ Cấm Sơn nhiều bởi vì vâng. Đi dạo một lúc xong rồi mua cá chép này, cá ao hồ gì à? Cá chép to. 70.000 một cân. 70.000 một cân thôi. Con này chắc phải 2 cân rưỡi 3 cân. Con vật to đấy à? Cái cá này phơi sẵn sẵn rồi à? Phơi sẵn đây nhỉ, phơi đấy, cá hồ tự nhiên đấy. Cá phơi đấy. Cá này tôm
Tân Sơn. Cái này tôi đi vừa lấy, cái này 25.000 một cân. Bao nhiêu? 25.000 một cân khô. Cái này cứ như thế này là 25.000 á? Còn cá này thì 250 một cân. Chờ tí ra mua một ít này về thử xem ăn thế nào. Chị tí qua lại mua. Ra mua mà về ăn mà không thế xem. Chắc hơi đắng đắng nhưng mà đắng đắng. Đắng đâu, nó bé đâu, không đắng đâu. À đây à? Ờ, mới đắng. Vâng. Rồi, tí quay ra mua một tí xem ăn thử. Chị à, ở đây có cả cá bò cơ chứ nhỉ. Cá bò, cá bự. Vâng, mọi người ở đây toàn hàng cá nha mọi người nhé. Cá hồ Cẩm Sơn này. Vâng, ở đây cá tươi đây đa phần là ở cá hồ Cẩm Sơn mọi người nhé. Cá bé bé này đâu. Tôm vẫn nhảy đánh đạch nha. Đây tôm mọi người nhé. Tôm này bắt ở hồ, cá này cá hồ cá ao. Sao lại có mấy cái này, con ba ba hay là con gì đấy? Ba ba bé tí này. Vâng, mấy con ba ba bé mọi người nha. Đây con ba ba này, bé bé con này rất là xinh. Nó cắn không nhỉ? Thế bao giờ nó mới nhả? Lúc nó nhả rồi. bao giờ trời xét nó mới nhả? Lâu thế mới lừa. Nhả mà, cứ nó cắt nhau cũng nhả. Thế phải, nếu thế phải đợi trời mưa thì mới nó mới nhả. Vâng. Vâng, đây có ba con ba ba này, đúng ba con ba ba. Còn ba con ba ba thôi. Cái cua kia mình bán à? Mình đi soi, mình đi nhập về đấy. Vâng, ở chợ khu vực ở bên này thì bán đây thịt vẫn là thịt lợn mọi người nhé. Ở xung quanh này vẫn bán thịt lợn với hàng cá thôi đây này. Rồi mình sẽ đi nhanh một chút đi vào trong này, khu vực ở trong này xem mọi người bán cá này. Mua cá. Đây toàn là cá hồ Cẩm Sơn nhỉ, nhìn thấy giống giống. Anh bán cá. Vâng, mình sẽ đi một vòng vào trong này nhé mọi người nhé. Khu vực ở bên này thì toàn là bán cá to, người ta đang mổ thôi, mình không vào đấy, mình đi qua đây. Một vòng trên chợ đây. Còn thịt thôi nhé. Đây là toàn thịt mỡ này. Đây hàng quần áo đây. Chợ hôm nay thì so với các chợ trước thì hôm nay thì đông hơn mọi người nhé. Chợ hôm nay thì đông hơn so với các chợ trước rồi. Thì thứ nhất là dịch bệnh thời điểm hiện tại ở khu vực Lục Ngạn thì cũng đang được kiểm soát tốt. Không có một ca nào, không có ca nào nhiễm bệnh ở ngoài cộng đồng nhé. Do là bà con này đi chợ cũng có phần đông hơn và những người mà đi bán thì cũng lên bán nhiều hơn. Đây khu vực này toàn là quần áo thôi nhá, với lại thay sau vải nữa, sau vải thì mọi người đi chợ thì đang sắm tiền hơn thì hay đi mua sắm quần áo. Đúng.
có to được đấy các mà còn sống được khoảng đấy đấy, còn lúc ấy nó bán được có hơn 4 triệu sao, 4 tháng là sao vậy, ba tháng gì đấy. Vâng, ở khu vực này thì chỉ quần áo thôi nhá, mình sẽ lượn một vòng quanh quanh ở đằng bên này này cho mọi người quay, mọi người xé nên mình sẽ đi nhanh nhé, mình không quay chi tiết cho mọi người mất thời gian, chỉ có những cái hàng các hàng thực phẩm ngoài kia thì mình mới quay chi tiết thôi. Ở đây mình quay cho mọi người biết là ngày chợ hôm nay thì khá là đông này. Chợ vùng cao sau vải đấy, thời điểm dịch bệnh Covid đây. Rồi mình sẽ không đi sang khu vực bên đó vì bên kia đang mở âm thanh, mình không sang bên đó. Vâng, đây khu vực đây thì bán những đồ, nói chung là những đồ nhiều thứ mình không biết là tả như thế nào cho nó đúng nữa, đồ các kiểu. Đây, chợ hôm nay thì gần như là giống như các chợ bình thường khác nhé mọi người nhé. Chợ có bán được hàng không hả chị ơi? Ế lắm à? Covid này có người đâu? Vâng, chợ này Covid thì hôm nay thì còn đông hơn mọi khi rồi đấy. Hôm nay đông hơn. Vâng, hết vải thì nếu mà không có Covid thì bà con đi chợ mua sắm khá nhiều đấy, nhưng mà đang dịch bệnh nên ra mọi người cũng ít đi. Vâng, ở quanh quanh đây thì toàn là quần áo thôi nhá, quần áo với những cái đồ cái đó hàng ngày, mũ nón rồi khẩu trang và găng tay vân vân, nói chung là nhiều các thứ bà cho bà con lựa chọn. Về ngoài chợ mà cứ ra ngoài chợ thì nhiều thứ lắm. Chào chị nhá, chợ có bán được hàng có chạy không? À, túc tắc à, cái này giống như cái cọ lưng ấy nhỉ. Chợ đang dịch bệnh, nhưng mà không dịch bệnh thì chắc có nhiều người hơn. Không dịch bệnh thì trong vải đông lắm. Vâng, đông lắm. Nhưng mà cứ im thế này còn được. Nếu mà không có gì thì cái chợ này sang chợ kia thì nó vẫn đông đông còn tạm tạm được. Không như mấy ngày vừa rồi thì nó vắng ngắt. Bắt đầu trở lại bình thường trung tâm. Vâng. Ở khu vực ngoài cộng đồng không có ca nào thì đỡ. Vâng, chào chị nhá, đi ra ngoài này một chút nào. Vâng, mình đã đi dạo một vòng ở quanh quanh cho quay cho mọi người cùng xem ở trong này rồi. Ở trong này cũng chỉ như vậy thôi, chợ Phong Vân này thì mình cũng thỉnh thoảng lâu lâu mình cũng có những cái video clip quay cho mọi người rồi. Chào em bán hàng nhá. Quay video. Quay để xem. Vâng, quay chợ vùng cao xem tình hình thời điểm dịch bệnh Covid này, xem bà con đi chợ đông chưa và người mua bán thế nào. Vâng, chợ hôm nay thì so với các chợ cũng khá là đông rồi đấy. Vâng, đây ở khu vực này thì có những hàng kẹo mọi người nhé. Đây, hàng kẹo có bán bánh kẹo ở khu đây thôi. Ở bên kia thì giày dép bà con thì đi chợ để mua sắm những là giày dép ủng yếc thì đi rừng làm vườn. Đây mũ nón này. Chào anh bán nón.
vlog cái gì này? À, em kênh em Xuân Muộn TV anh ạ. À, Xuân Muộn. Vâng, Xuân Muộn TV ở trên YouTube đó. Vâng. Vâng. Vâng, chợ hôm nay thì cũng khá là cái kiểu giống một số thì khả năng giống như là chợ Tết ở dân tộc của vùng cao ăn Tết mùng 6 tháng 6. Với thế sau vải nó đâm ra mà cười đi đông hơn. Sau vải nó đâm ra mà con đi chợ đông hơn đấy. Vâng, xuân muộn xuân sớm. Vâng, đây là mình cũng dạo một vòng quanh quanh nhá, mình chưa đi hết được chợ vì hết chợ thì mất nhiều thời gian lắm. Dạo một vòng ra đây thôi. Mua cái gì quên rồi. Quên là không nhớ là mua cái gì nữa. Rồi như vậy mình cũng đã đi một vòng từ trong kia ra đến đây rồi. Đã ra đến cái chỗ vừa nên mình vào nhé. Chào em nhé. Đây này, đây là những người bán gạo thì rất là nhiều người mua nhé. Thì người ta mua về làm Tết mùng 6 tháng 6 của dân tộc. Thì nhiều người mua những cái đồ như là nếp rồi đỗ. Đi chợ em. Đây bánh rán. Chợ chỉ hàng ăn bánh rán thì nhiều người mua thôi. Hả? Bán nhiều rồi làm gì bảo ế. Giờ đấy về đây mình lại quay lên cái chỗ rồi đấy mình vào đây xem mình sẽ đi ra ngoài. Đây đường vào đây mình vào đây rồi. Vâng, như vậy mình cũng đã đi một vòng ở trong chợ rồi nhé. Giờ mình sẽ đi ra ngoài này xong rồi mình sẽ kết thúc video của mình. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn mọi người xem video clip của mình quay về về chợ vùng cao Phong Vân nha mọi người nhé. Chợ vùng cao Phong Vân hôm ngày chợ mùng 4 tháng 6. Ôi đây có cái con chim sáo à nhỉ. Sáo này. Ôi có cái chim sáo này. Vậy nên mình qua đây mình không nhìn nhỉ, sáo này. Sáo này bán thế nào? 250 một con này. Sáo chắc là sáo miền Nam thôi nhỉ. Vâng, đây có con sáo nhưng này bán sáo này 250 một con đi. Và có mấy con chó này rất là dễ thương. Chợ vùng cao đủ các thể loại. Bạn ấy không? Rồi mình ra ngoài này thì rồi. Rồi. Vâng, xin chào mọi người những video tiếp theo về
trên kênh Xuân Muộn TV của mình nhé. Và hẹn là mọi người và chúc mọi người xem những cái video của mình vui vẻ, và hãy nhớ đăng ký kênh cho mình, ủng hộ cho kênh để mình có những động lực làm những video tiếp theo.